Thủ lĩnh đối lập Nga lĩnh 9 năm tù. Nhà hoạt động đối lập Nga là Alexei Navalny bị kết án 9 năm tù với các cáo buộc về biển thủ tiền và không tuân lệnh tòa. Navalny phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Thẩm phán Margarita Kotova ngày 22 tháng 3 tuyên bố tại phiên tòa lưu động tổ chức tại nhà tù an ninh tối đa Pokov cách thủ đô Moscow 100 km về phía đông. Thẩm phán Kotova cũng kết luận rằng Alexei Navalny có hành vi chống lệnh tòa và tuyên án 9 năm tù. Đội ngũ biện hộ của Navalny giải thích rằng bản án mới này thay thế cho án 2,5 tù giam mà ông đang chấp hành vì Navalny đã ngồi tù 1 năm và ông sẽ không được trả tự do trong 8 năm nữa. Nhà hoạt động đối lập 45 tuổi bị tuyên án 2,5 tù năm vào năm ngoái với cáo buộc vi phạm án treo liên quan các cáo buộc gian lận tài chính nhiều năm trước. Với bản án mới thì Navalny còn cần đóng phạt thêm khoảng 11.500 USD và chịu những điều kiện giam giữ nghiêm ngặt hơn so với những tháng vừa qua.